Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 163. Thế cân bằng bị phá vỡ, thất hoa tụ đỉnh, 49 đóa hoa tỉnh ma nở rộ trong cơ thể Lâm Nhất, biển hoa chậm chậm nở thành từng biển hoa, trải rộng sau lưng hắn. Đợi đến khi tất cả hoa tỉnh ma đều bùng cháy, biển hoa từng tầng trùng điệp, khí thế trên người Lâm Nhất thoáng chốc đạt đến tài năng xuất chúng cảnh giới tinh tượng viên mãn. Quảng trường Thanh Nham nháy mắt sôi sục, vô số ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía Lâm Nhất, thất hoa tụ đỉnh trong truyền thuyết vậy mà lại xuất hiện ở trên người Lâm Nhất. Trên phi thiên đài, một khoảng yên lặng, nhất là Công Tôn Viêm, trước đó Công Tôn Viêm đã từng nói Lâm Nhất mà nắm giữ được thất hoa tụ đỉnh, gã sẽ là người đầu tiên không tin. Nhưng sự thật ở trước mắt, lại không thể không tin. Gào, rồng ngâm gầm thét, ở chính giữa quảng trường Thanh Nham, thương long bay quanh Lâm Nhất phát ra tiếng gầm vô cùng nóng nảy. Lòng uy mạnh mẽ tựa như rời núi lấp biển mà tuôn ra. Keng keng keng, trong nháy mắt, kiếm trận thương long do hơn 300 người tạo thành giống như những gợn sóng dập dờn, quang mang tan biến một khoảng lớn. Suýt TL chớp mắt, trước ánh mắt của mọi người, thương long hoàn chỉnh trên quảng trường đã xuất hiện một vài lỗ hổng. Thân rồng không còn duy trì nổi nữa, xuất hiện từng bóng người đứng yên lặng trong hư không, trận pháp bị đánh chúng bắt đầu tiêu tán dần, khiến người ta mở rộng tâm mắt. Giữ vững, kiếm khách áo vàng đứng đầu khẽ biến sắc. Lập tức hét lên. Keng keng keng, kiếm quang trôi lơ lửng, nhiều bóng người bị đánh phải hiện thân rót chân nguyên của mình vào thân kiếm, để cho quang mang lại xuất hiện, biến ra vảy rồng, thân rồng lần nữa. Không thể tìm ra kẽ hở, vậy chỉ có thể lấy cứng đối cứng. Hai mắt Lâm Nhất khẽ ngưng lại, hàn mang trong mắt dâng trào, thân hình lóe lên trên hư không, tay cầm táng hoa trực tiếp lao vào tấn công. Phù vân tế nhật, phù vân thập tam kiếm lại lần nữa được thi triển, thanh loan trao lượn, một kiếm Lâm Nhất đâm ra. Mây trôi đầy trời che kín ánh sáng mặt trời mênh mang, sắc trời lập tức trở lên ảm đạm, tầm nhìn của mọi người lập tức trở thành một mảng đen kịt. Có chuyện gì vậy? Ánh mắt của Cung Hạo Nhiên và đám người Công Tôn Viêm đều lóe lên vẻ kinh ngạc. Phù vân thập tam kiếm này, lúc trước Lâm Nhất cũng đã từng thi triển, nhưng uy lực của nó hoàn toàn không thể so được với lần này. Với cảnh giới của bọn họ, vậy mà lại bị phù vân tế nhật dưới lần thi triển này biến thành kẻ mù, cái gì cũng không nhìn rõ. Ở đây... Ngoại trừ trưởng lão cảnh giới thần đan ra thì những người khác đều trở thành kẻ mù. Trong bóng tối, đột nhiên vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếng đất đá vỡ nát chấn động màng nhĩ. Tiếp theo đó là tia lửa lấp lánh lóe sáng, khi tia lửa chiếu sáng hư không, cảnh tượng hai con thương long hung hăng lao vào tấn công nhau in vào trong tầm mắt của bọn họ. Chỉ thấy con rồng khổng lồ do kiếm trận thương long tạo ra bị một kiếm này đánh bay ra hàng trăm mét, tiếng vù vù trong kiếm trận vang lên không dứt. Thắng rồi sao? Đám người Triệu Nham trên phi thiên đài, tim cũng bắt đầu đập mạnh. Muốn phá kiếm trận thương long, chỉ có thể dùng kỹ thuật phá lực hoặc lấy cứng đối cứng, dùng sức mạnh lớn hơn trực tiếp phá hủy kiếm trận, không tìm cái gọi là kế hở. Nhưng những người khiêu chiến trước đó, cho dù biết được đạo lý trong đó, cũng khó tránh khỏi cái chết. Tu vị bị phong cấm ở thiên phách, nếu so đấu về mặt sức mạnh thì hoàn toàn không thể so được với kiếm trận thương long. Lâm Nhất hiện giờ đang chính diện đối kháng, vậy mà lại thắng được đối phương. Thì làm sao không khiến cho những yêu nghiệt trên tinh quân bảng khiếp sợ. Không thể tưởng tượng được sau khi Lâm Nhất đột phá tinh quân, sẽ còn mạnh đến nhường nào. Phong cuốn tàn vân, cửu tiêu vân động, thôn vân hóa long, thanh vân trực thượng, Lâm Nhất không ngừng thi triển ra phù vân thập tam kiếm, một kiếm này hung hiểm hơn kiếm trước. Kiếm pháp giống nhau nhưng đã không còn là kiếm pháp mà lần đầu tiên mọi người nhìn thấy nữa rồi. Từng bóng người tách ra trên không trung, mỗi người đều có vệt máu tràn ra từ khóe miếng, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Trong hư không, chỉ còn lại một con thương long, đó là kiếm uy thương long từ trên người Lâm Nhất. Chết đi! Lâm Nhất không hề có ý định dừng tay, ánh mắt lướt qua, người trên không trung lao thẳng về phía kiếm khách áo vàng. Người này chính là mắt trận của kiếm trận thương long, chém chết hoặc làm cho đối phương bị thương nặng, kiếm trận tự nhiên sẽ được phá giải, cửa này tất nhiên cũng sẽ bị phá. Sắp phá trận rồi sao? Khí thế mạnh mẽ của Lâm Nhất, khiến trước mắt mọi người sáng lên, trong lòng bất giác bắt đầu căng thẳng. 18 năm qua, chưa từng có người nào sống sót mà qua được cửa này, càng không có ai cường thế giống như Lâm Nhất. Kiếm trận thương long cứ như vậy mà bị hắn đánh tan, phong thái của thất hoa tụ đỉnh, khiến cho người xem tâm huyết dâng trào. Thương long nhập hải, kiếm khách áo vàng thấy Lâm Nhất lao về phía mình, sắc mặt cũng không hoảng loạn, lập tức gầm lên. Vụt, những kiếm khách rơi xuống đất nháy mắt cử động, sau đó mỗi người đứng vào vị trí, tay phải cầm kiếm đặt trước ngực, tay trái đặt trên thân kiếm thi triển thủ ấn nào đó. Ý chí thủy sao, ánh mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ kinh ngạc, 343 người này toàn bộ đều có ý chí thủy, hơn nữa trình độ còn cực cao. Khi kiếm ý của bọn họ lan rộng ra, mặt đất giống như dao động thành một biển kiếm ý,
Vào khoảnh khắc thủ ấn thành hình, một hư ảnh thương long uy dũng từ trong hư không đáp xuống mặt biển. Trên mặt đất, trên người của từng kiếm khách tỏa ra kiếm uy thương long vô cùng ác liệt. Lâm Nhất đáp xuống, trong phút chốc đã bị vùi vào trong đó, thân pháp và tốc độ đều chịu hạn chế lớn. Thương long thất tốc, kiếm khách áo vàng lại gầm lên lần nữa, kiếm khách trên mặt đất 49 người tạo thành một nhóm, mỗi nhóm tạo thành tỉnh tú khác nhau. Đầu thương long, thân thương long, đuôi thương long và bốn móng vuốt lớn của thương long. Bọn họ không hợp lại mà hóa thành 7 kiếm trận, bày ra đặc điểm của từng tỉnh tú. 7 kiếm trận lao về phía Lâm Nhất, 49 người thành một nhóm, khi thì đuôi thương long quét ngang tới, khi thì thân thương long đối đầu với Lâm Nhất, khi thì vuốt thương long xé rách tới. Chẳng mấy chốc, Lâm Nhất đã bị bao vây trùng trùng, long uy trên người và ầng tầng biển hoa sau lưng đều sắp bị đối phương cắt đứt. Kịch hay mới vừa bắt đầu thôi, kiếm khách áo vàng cười tươi với Lâm Nhất, lạnh giọng hét lên, thương long chỉ mục. Trong kiếm trận mà ông ta đang đứng, lập tức bắn ra hai luồng kiếm quang, giống như bắn ra từ trong mắt của thương long. Những nơi nó đi qua, sấm gió gào thét, dễ dàng đâm xuyên qua từng lớp kiếm thế của Lâm Nhất. Thương long chỉ chảo, thương long chỉ vi, ngay sau đó 6 kiếm trận khác tựa như cối xay gió không ngừng thắt chặt tới, bọn họ muốn vây chết Lâm Nhất. Trên phi thiên đài, tên kiếm sĩ Triệu Nham thấy vẻ mặt tràn đầy hào hứng của Lâm Nhất, vừa nhìn đã đoán ra được Lâm Nhất đang làm gì rồi. Bởi vì có nhiều lúc, trong mắt của y cũng sẽ tỏa ra quang mang như vậy, thấy cái mình thích là không nhịn được. Nhưng huynh tốt xấu gì cũng đứng đắn một chút được không hả? Đây là kiếm trận thương long đấy, sẽ chết người đấy. Triệu Nham thầm cạn lời, thật không biết nên hình dung như thế nào cho phải. Đến đây thôi. Lâm Nhất hít sâu một hơi, không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Vân ngoại thanh sơn, bích lạc tinh thần. Trong lúc hít thở, kiếm thứ 11 và kiếm thứ 12 của Phù Vân Thập Tam kiếm đồng thời được thi triển. Biển mây vô tận trải dài ra từ sau lưng hắn, một khoảng trắng xóa, nhìn không thấy điểm cuối. Kiếm uy thương long trên người hòa vào trong biển mây, vào thời khắc này, trở nên vô cùng chân thực. Phù vân đã hiện, núi xanh ở đâu? Ta chính là núi xanh. Trên núi xanh, rồng gầm cửu thiên. Với sự tăng cường của kiếm uy thương long, một kiếm này Lâm Nhất đâm ra, mũi kiếm trực tiếp ngưng tụ thành một vòng xoáy vân long. Ầm ầm, vào khoảnh khắc vòng xoáy hình rồng xuất hiện trên mũi kiếm, hai vuốt rồng đang thắt chặt tới vừa đụng vào tức khắc đã vỡ vụn. Phụt, 98 bóng người phun ra máu tươi, phân tán ra từ giữa không. Trung, trường kiếm trong tay bị đánh bay ra ngoài chao đảo, thân kiếm rơi xuống đất, không ngừng phát ra tiếng kêu giòn giã. Giờ khắc này, cả người Lâm Nhất tựa như đỉnh núi nguy nga sừng sững, sánh ngang với trời. Trên đỉnh núi, thương long lượn vòng, hắn đứng trên thương long, có phong mang vô tận, cùng với kiếm ý liếc nhìn tám phương. Rút, rút, rút. Kiếm khách áo vàng hoảng sợ, sắc mặt thay đổi, vội vàng cho những kiếm trận khác rút lui. Chạy không thoát được đâu. Khóe miệng Lâm Nhất cong lên thành một nụ cười. Nụ cười tựa thần tiên, phong hoa tuyệt đại, táng hoa trong tay chậm rãi giơ lên. Ánh mắt hắn rơi trên thân kiếm như mộng ảo, vẻ mặt nghiêm lại, có nhiệt huyết vô tận chảy trong cơ thể, hào khí ngất trời từ trong không trung xuất thế. Ta có một thanh kiếm, trên đỉnh Phù Vân, còn cao hơn cả trời. Một kiếm cuối cùng của Phù Vân Thập Tam kiếm, tại thiên chỉ thượng. Keng, 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 bên tai mọi người chợt vang lên tiếng chuông cổ xưa, ai nấy đều vô cùng khiếp sợ, không tự chủ được mà đứng dậy. Âm thanh đại đạo, tiếng chuông kiếm đạo, rất nhiều trưởng lão thế gia trên ghế khách quý kinh ngạc đến mức há mồm trợn mắt. Rắc, màn đêm đột nhiên rơi xuống, một khoảng tinh hà chậm rãi mở ra, thương long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, mơ hồ có thể thấy tứ đại tinh tượng. Nhưng kiếm thế của một kiếm này bay thẳng lên trời, trực tiếp phá vỡ tầng trời thứ nhất trong 36 tầng trời. Bóng người Lâm Nhất biến mất tại chỗ, đợi khi hắn xuất hiện trước mặt kiếm khách áo vàng, có tinh quang hóa thành thác tựa ngân hà từ trong khe hở rơi xuống. Tinh quang vô tận nở rộ trên người Lâm Nhất, hai tay hắn cầm lấy táng hoa, một kiếm chém ra. Ầm, vùng nước do kiếm ý thủy tạo ra trên mặt đất bị một kiếm này cắt thành hai nửa, hơn 300 bóng người bị bắn bay ra ngoài như đạn pháo. Phụt, kiếm khách áo vàng chỉ giữ vững được chốc lát đã bị đánh bay mạnh ra ngoài, người trên không trung giận dữ nhìn Lâm Nhất, vẻ mặt cực kỳ không cam lòng. Nhưng ánh mắt này vừa xuất hiện, ông ta đã ở giữa không trung nổ thành một làn sương máu, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Kiếm trận thương long, cũng chỉ có như vậy. Lâm Nhất quay đầu lại liếc mắt nhìn, tinh quang nở rộ trong con ngươi, nhìn về phía Phong Huyền Tử. Phụt, hắn không nói gì còn đỡ, vừa dứt lời, Phong Huyền Tử lại phun ra một ngụm máu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 163.